Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại HP Elite X3. Thì cái X3 này nó gọi là X3 là vì sao? Nghe cái tên thì cũng bình thường, nhưng bởi vì nó là một cái điện thoại, đầu tiên nó là một cái điện thoại, thứ hai là nó có thể gắn vào cái dock Continuum để làm một cái máy tính như vậy, thứ ba là nó có thể gắn vào một cái bàn phím hay là một cái vỏ máy tính, tạm gọi là vỏ máy tính, thì để biến thành một cái máy tính xách tay. Thì cái HP X3 này đang là cái máy Windows 10 Phone mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, mạnh hơn cả Lumia 950 và mạnh hơn 950 XL rất là nhiều. Thì cái máy này đang sử dụng Snapdragon 820. Thật kỳ lạ khi mà chúng ta thấy một cái nhà xuất không phải Microsoft, không phải Nokia ngày xưa tạo ra cái máy Windows Phone mạnh nhất. Nó có 4GB RAM, tức là mạnh hơn so với lại Lumia 950 XL và Snapdragon 820 thì mạnh hơn rất là nhiều và mượt hơn, đỡ nóng hơn so với lại cái 810, nên mình không biết cái máy này có tản nhiệt chất lỏng bên trong hay không. Thì cái điện thoại này có màn hình 2K 6 inch, 5.96 inch, nhưng mà đó không phải là những cái đặc biệt nhất của nó. Cái đặc biệt nhất là cái hệ công sinh cũng như hệ sinh thái mà HP mang lại. Chúng ta có một cái dải loa được bì nâu thiết kế ở phía dưới này, và nếu mà bạn mua cái dock Continuum đi thêm, bạn dùng cái dock Continuum thì nó cũng có một cái dải loa. Trên cái điện thoại này thì HP họ sử dụng những cái phím cảm ứng, nó là một phần của màn hình chứ nó không tách riêng ra, và cái mảng đối lập ở phía dưới nhìn nó khá là lạ mắt, nhưng mà nó được bù lại bằng cái đường viền mỏng, những cái hoa văn của bìm nâu rất là đẹp ở đây. Ở mặt sau của máy thì chúng ta có camera cụm camera lớn, chúng ta có flash. Tất nhiên là mình không nghĩ camera nó sẽ tốt như là cái camera của Lumia, bởi vì cái máy này tập trung cho người dùng doanh nghiệp nhiều hơn. Chúng ta có logo HP và những cái chấm này chính là những cái chấm dùng, những cái điểm kết nối dùng để kết nối với cái đế Continuum đó. Bạn thấy là chúng ta có nút nguồn và hai phím tăng giảm lượng ở bên này, và bên này là không phải là nhiều bạn sẽ nghĩ đều phím tăng giảm lượng, nhưng mà thực chất thì nó là cái khay sim. Cái khay sim này có thể rút ra ngay lập tức mà không cần phải dùng cái cây chọc gì hết, và bên trong có một cái khe cắm thẻ nhớ, một khe cắm sim đó, rất đơn giản như vậy thôi. Thì cái như đã nói là cái máy này đang sử dụng Windows 10 Phone và nó hỗ trợ Continuum. Cái việc mà hỗ trợ Continuum thì không có thật sự có nhiều đặc biệt, bởi vì cũng có một số điện thoại thị thường như là Lumia 950, 950 XL hay là cái Acer Tri Primo cũng hỗ trợ. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là cái này nó đi kèm một cái dock, và cái dock này của HP thì các bạn thấy là bên trong nó có, các bạn chỉ việc đặt nó vô thôi, và phía sau này chúng ta sẽ có một cái hai cổng USB, một cổng USB-C dùng để sạc, hai cổng USB lớn. Chúng ta có một cái cổng DisplayPort để kết nối với máy tính và một cái nguồn. Thì các bạn chỉ cần cắm nó vô và nó luôn luôn nằm ở đó để có thể kết nối với máy tính của chúng ta. Khi mà kết nối thì nó kích hoạt Continuum thì nó có thể chạy một số những cái ứng dụng Universal. Nhưng mà hiện tại những ứng dụng Universal không nhiều. Nhưng mà HP họ nghĩ ra một cái rất là hay, họ dùng ảo hóa. Tức là những cái phần mềm, hiện tại có hơn 1.000 phần mềm có thể cài trên cái máy chủ của HP, và những cái ứng dụng đó bạn thấy là trên màn hình nó đang là những cái ứng dụng thực tế, những ứng dụng ở trong HP Workspace, thì người dùng có thể cài những ứng dụng lên đó và chạy. Nó giống như là bây giờ cái điện thoại này nó giống như là một cái thiết bị nhận tín hiệu từ máy chủ, tức là máy chủ sẽ xử lý, mà cái điện thoại này chỉ đóng vai trò là hiển thị thôi. Như vậy là chúng ta có thể cài rất là nhiều những phần mềm mà chúng ta mong muốn qua máy chủ, mà chúng ta không gặp bị giới hạn bắt buộc phải cài những ứng dụng chỉ có Universal như là Lumia 950 hay 950 XL. Hiện tại thì bởi vì nó dùng cái dock riêng nên cái trình kết nối riêng, nên mình không rõ là cái 950 hay 950 XL có gắn vô cái dock này được hay không. Ngoài cái đế này ra thì cái X3 trong X3 thì nó còn bao gồm một cái bàn phím kim màn hình, thì nó giống như một cái laptop bên kia, nhưng mà rất tiếc là HP họ lại không trưng bày ở đây. Thì cái sản phẩm đó cũng kết nối với lại cái điện thoại này thông qua kết nối có dây, và nó hoạt động như là cái máy tính này, có điều nó mang tính di động và nó có pin thôi, giống như một cái máy tính xách tay mà không bộ não đó. Hiện tại thì tất cả đều đang sử dụng có dây, nhưng mà theo HP thì họ đang nghiên cứu để phiên bản sau sẽ là phiên bản không dây. Rồi, xin cảm ơn các bạn.